Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần được phát sóng trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, cộng đồng kinh tế ASEAN AEC được hình thành cuối năm 2015 đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực của Việt Nam. Tuy nhiên, với vai trò vừa là bạn hàng, vừa là đối thủ cạnh tranh, sau một năm thực hiện các cam kết, dường như doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa thu lợi được nhiều, trong khi sức ép đang ngày một lớn. Những quan ngại nào đang hiện hữu trong hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp? Những giải pháp nào cần đặt ra để thúc đẩy hiệu quả từ các cam kết? Đây là nội dung mà chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần này. Trước tiên, để có cái nhìn rõ hơn về những gì doanh nghiệp thu được từ AEC trong vòng một năm qua, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Tự thiết kế sản phẩm và bán ra thị trường theo hình thức ODM, công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG, trước đây vốn chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường chính như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản. Tuy nhiên, kết thúc năm 2016, với sự hình thành của cộng đồng kinh tế ASEAN AEC, doanh nghiệp đã mở rộng tiêu thụ sang thị trường châu Á, với các sản phẩm như áo jacket, quần Âu, theo đơn đặt hàng của các đối tác. Nhận thấy thị trường có ưu điểm tính ổn định cao, doanh nghiệp đã xúc tiến mở văn phòng đại diện và các cửa hàng trong các siêu thị lớn tại Singapore, phân phối trong hệ thống siêu thị của Thái Lan. Chuỗi cung ứng các ASEAN thì nó mang lại được rất nhiều những cái lợi ích cho cái ngành dệt may Việt Nam, cũng như là các doanh nghiệp thì những doanh nghiệp đã tham đưa sản phẩm vào trong cái chuỗi đó thì được bán tại tất cả các nước trong cái cộng đồng là kinh tế ASEAN. Những cái sản phẩm của TNG thì hiện nay cũng đã được một cái tập đoàn phân phối Robin của Thái Lan đã nhận phân phối và đưa đi, nhưng tuy nhiên là cái đấy mà nó chưa được nhiều. Năm 2016, hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang khu vực ASEAN đã ghi nhận sự tăng trưởng ở 3 quốc gia là Myanmar, Philippines và Thái Lan. Các mặt hàng mà Việt Nam đang đẩy mạnh xuất khẩu sang các nước khu vực ASEAN là nông sản, thủy sản, dệt may, da giày và phân bón. Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp Việt Nam đã tăng cường nhập khẩu các mặt hàng như máy móc, thiết bị, đổi mới công nghệ sản xuất. Có thể thấy, thành tựu lớn nhất mà cả 10 nền kinh tế ASEAN đã đạt được sau một năm qua là quan hệ tự do hóa thương mại. Việc loại bỏ hơn 90% các dòng thuế của nhiều quốc gia trong khối đã giúp lưu chuyển hàng hóa gia tăng. Quan hệ của chúng ta với cả ASEAN cũng đã được gia tăng rất là nhiều. Hiện nay thì ASEAN cũng chiếm khoảng 25% cái quan hệ thương mại của Việt Nam. Thế thì bên cạnh cái con số thì chúng ta thấy là cái việc mà hợp tác giữa Việt Nam với cả các nước ASEAN nó cũng đem lại một cái ý nghĩa khác. Khi mà cả ASEAN đã trở thành một cái thị trường chung thì lúc đó là không phải chỉ chúng ta có thể là cạnh tranh ở trong nội khối mà bản thân các nước Việt Nam cùng các nước ASEAN có thể cùng thiết lập những các cái cơ sở kinh tế chung để chúng ta có thể vươn ra cạnh tranh ở những khu vực khác. Trong một năm vừa qua, chúng ta có thể thấy nền kinh tế thế giới nói chung và châu Á nói riêng có rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, điều đáng mừng là các nước ASEAN đều có sự tăng trưởng khá tốt. Tôi nghĩ trong năm 2016 vừa qua, khu vực ASEAN có sự tăng trưởng khoảng 4% và Việt Nam là thành viên tích cực khi tăng trưởng 6%. Điều này cho thấy Việt Nam đang có một môi trường kinh doanh tốt, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chung của cả khu vực ASEAN. Năm 2016, với việc đảm bảo 100% các thủ tục hành chính thực hiện thông qua cơ chế một cửa quốc gia ASEAN, doanh nghiệp Việt cũng đã được hưởng lợi khi thời gian thông quan và giải phóng hàng hóa ngang bằng với nhóm 4 nước dẫn đầu khu vực. Cái ảnh hưởng mà thấy có cái tác động nhiều nhất mà có thể rõ nét nhất ấy là cái thuận lợi hóa cái trong các cái hoạt động, thuận lợi hóa kể cả thủ tục xuất nhập khẩu cho đến cả những các cái công cụ để kiểm soát, ví dụ như là các cái mã về xuất xứ hàng hóa. Doanh nghiệp Việt Nam đã sử dụng cái ưu đãi thuế quan tốt hơn. Cái tỷ lệ CO mà Form D mà doanh nghiệp có được ấy, trước kia nó chỉ chiếm khoảng dưới 10% tổng xuất khẩu sang ASEAN, thì bây giờ là trên 30% rồi. Tức là nó cũng là một bước phát triển rất là tích cực. Theo đánh giá của các chuyên gia, một năm qua mặc dù đã ghi nhận được một vài điểm nhấn từ AEC, song về lâu dài, cần đánh giá tác động cả quá trình từ khi Việt Nam tham gia ASEAN đến nay. Nếu nhìn vào Singapore, Thái Lan hay Malaysia là những quốc gia khai thác tốt các lợi thế của Hiệp định Thương mại ASEAN, có thể thấy cơ hội khai thác ưu đãi cho các doanh nghiệp Việt vẫn còn nhiều nếu thúc đẩy hợp tác với các công ty đa quốc gia trong khu vực. Có thể nhìn thấy rõ cái vai trò hết sức quan trọng của thị trường các nước ASEAN đối với hoạt động xuất nhập khẩu cũng như hoạt động thu hút đầu tư của Việt Nam. Và cho đến nay chúng ta có thể khẳng định rằng ASEAN tiếp tục là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. ASEAN tiếp tục
là môi trường thương mại mà chúng ta có mức cam kết sâu sắc nhất trong các đối tác thương mại của Việt Nam. Và trong thời gian tới, với những định hướng chỉ đạo của chính phủ cũng như là chỉ đạo của Bộ Công Thương, thì thị trường các nước ASEAN sẽ tiếp tục là thị trường trọng tâm để chúng ta tiến hành cái quá trình hội nhập kinh tế quốc tế một cách hiệu quả. Sau một năm không dễ để thấy những tác động từ cộng đồng kinh tế ASEAN, tuy nhiên chúng ta có thể nhận thấy hoạt động giao thương giữa các nước đang trở nên sôi động hơn và có nhiều nhà đầu tư đã tìm đến Việt Nam cũng như các nước khác trong khối ASEAN. Trong tương lai, tôi nghĩ sẽ có nhiều kết quả tích cực hơn. Thị trường mở cửa thống nhất và sôi động, Việt Nam cũng như các nước thành viên trong khu vực ASEAN đang cùng hưởng lợi về thị trường đầu ra cho sản phẩm, thị trường đầu vào, thị trường nguồn lao động. Với quy mô hơn 600 triệu dân, tổng GDP gần 3.000 tỷ đô la Mỹ, AEC vẫn được các doanh nghiệp Việt kỳ vọng là nhiều tiềm năng. Nhiều nỗ lực để đạt mục tiêu tăng trưởng sang thị trường ASEAN. Tuy nhiên thực tế, kim ngạch xuất khẩu nói chung của Việt Nam sang khu vực này trong năm 2016 lại ghi nhận sự giảm sút. Vậy hội nhập AEC, doanh nghiệp Việt đang yếu ở đâu? Thách thức nào đang là rào cản? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự tiếp theo của chúng tôi để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Năm 2015, ngay trước thời điểm Cộng đồng Kinh tế ASEAN AEC được thành lập, Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN đã tiến hành rà soát và thống nhất cập nhật 5 dẫn chất của paraben, bao gồm isopropyl paraben, isobutyl paraben, phenin paraben, benzin paraben, bentin paraben và danh mục các chất không dùng trong mỹ phẩm. Bộ Y tế Việt Nam đã xem xét và ban hành công văn số 6577/QLDMP về việc cập nhật các chất dùng trong mỹ phẩm, trong đó khuyến cáo việc ngưng sử dụng các chất trên và thực hiện lộ trình đến năm 2016. Paraben với vai trò là một chất bảo quản phổ biến trong mỹ phẩm, việc doanh nghiệp chưa được tham vấn và áp dụng cấm ngay sau một thời gian ngắn đã khiến doanh nghiệp Việt Nam chịu thiệt thòi. Các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp ngành mỹ phẩm nói riêng thì được điều chỉnh bởi các cái sự thay đổi hay là xây dựng của quy chuẩn của các bộ quy chuẩn của ASEAN. Tuy nhiên là trong cái quá trình xây dựng và sửa đổi các cái quy chuẩn này thì chúng tôi không có được cái sự tham vấn cần thiết hay là được tham gia vào các cái quá trình để có thể là có ý kiến về các cái sự thay đổi các cái quy chuẩn này. Trong khi đó, nói về cam kết pháp lý, một năm qua mặc dù các bên tham gia AEC đã có những cuộc họp cấp báo và có thêm nhiều tuyên bố cam kết hợp tác, nhưng trên thực tế Việt Nam chưa có thêm văn bản pháp lý nào về cam kết thực thi. Các thỏa thuận, tuyên bố và lời hứa hợp tác như Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN ATIGA, Hiệp định Khung ASEAN về Dịch vụ AFAS, Hiệp định về Di chuyển Thể nhân, Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN ACIA, cùng các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau hay những lĩnh vực hợp tác khác đều chưa đạt được tiến bộ như kỳ vọng. Đứng từ góc độ các cái cam kết pháp lý thì trong vòng một năm qua thì mặc dù vẫn có những tiếp tục những cái cuộc gặp, những cái cuộc họp cấp cao ASEAN và tiếp tục có thêm nhiều tuyên bố hoặc là nhiều những cái cam kết hợp tác, nhưng mà đứng từ góc độ pháp lý thì không có cái văn bản nào mới trong cái việc thực thi các cái cam kết ASEAN, mà trong năm vừa qua thì các nước ASEAN thì vẫn cùng nhau để thực hiện những cái mục tiêu mà đã đặt ra ở trong cái bản lộ trình thực hiện Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2025 mà đã được đặt ra ngay từ thời điểm mà các nước tuyên bố thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Năm 2016, nếu nhập khẩu của ASEAN vào nước ta giảm khoảng 1,9%, thì xuất khẩu giảm khoảng 5,6%. Theo VCCI, trong gần 49% doanh nghiệp biết về AEC, thì chỉ có 16,4% doanh nghiệp thực sự hiểu rõ về AEC và các cam kết pháp lý có liên quan. Theo đánh giá của các chuyên gia, tỷ lệ tận dụng ưu đãi theo cam kết trong hiệp định của các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn thấp do thiếu những thông tin bổ ích, thiếu kênh tiếp cận hữu hiệu và thuận lợi để nắm bắt thông tin thị trường, thông tin đối tác, thông tin hàng hóa theo cam kết hoặc về những đối tác cạnh tranh trong khu vực. Bản thân doanh nghiệp Việt Nam thì cái chuẩn bị cho việc hội nhập nói chung là có rất nhiều cái điều cần phải bàn. Họ là những doanh nghiệp nhỏ, nhưng mà lẽ ra khi mà làm hội nhập có nghĩa là chúng ta hiểu rằng là phải đi ra khơi và phải đóng thuyền lớn. Thì lại cuối cùng sự chuẩn bị ở đó không chuẩn bị một cách tích cực và quyết liệt. Cho nên là liên quan đến vấn đề quản trị của doanh nghiệp, liên quan vấn đề là làm thế nào để thu hút vốn, có được cái quản trị doanh nghiệp để có thể có nhiều nhà đầu tư hơn, để có thể làm được những doanh nghiệp lớn mới khai thác được. Chứ sản xuất mà manh mún nhỏ lẻ, hàng hóa không đủ khả năng ngay cả trên thị trường nội địa, chứ chưa nói là cái thị trường xuất khẩu. Điều đáng nói hơn, sau một năm hình thành AEC,
xu hướng nhập siêu của Việt Nam từ khu vực này đang gia tăng, trong khi lưu lượng hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam phần lớn đã nằm trong các nước hoàn thành lộ trình loại bỏ thuế, thì phía Việt Nam chúng ta lại tiếp tục giảm theo cam kết. Sức ép cạnh tranh đối với hàng hóa Việt không chỉ ở nước ngoài mà còn ở cả thị trường trong nước. Cộng đồng AEC khi có hiệu lực thì tốc độ tăng trưởng về xuất khẩu của dệt may Việt Nam đi ASEAN không nhiều, bởi vì chúng ta chỉ có cơ hội ở những thị trường cấp cao như là Singapore, Brunei, một phần ở Malaysia, một phần ở Indonesia, do đặc tính khác biệt về sản phẩm sản xuất ở các nước này với những sản phẩm mà có nguồn gốc nhiều cốt tông mà Việt Nam là thế mạnh, chúng ta vẫn có thể tăng trưởng được. Vào thị trường ASEAN thì bên doanh nghiệp chúng tôi xuất khẩu mà nông sản như hồi, quế, một số cái mặt hàng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đang tìm hiểu thị trường để xuất khẩu mặt hàng như đá. Thị trường ASEAN thì nó là một thị trường nó cũng gặp rất nhiều khó khăn, cạnh tranh chủ yếu là về giá cả. Thì đối với cái mặt hàng nông sản Việt Nam thì cái đầu vào, chi phí đầu vào nó cũng tương đối cao, chi phí sản xuất tương đối cao để có thể có được những cái giá tốt. Bên cạnh cam kết tự do về hàng hóa, AEC còn có các cam kết tự do đầu tư, tự do dịch chuyển dòng vốn, tự do tài chính và tự do của các dịch vụ khác. Những cam kết của Việt Nam hiện rất sâu và rộng, nhưng năng lực cạnh tranh yếu, năng lực khai thác thông tin của doanh nghiệp còn hạn chế, đang là rào cản, thách thức khi Việt Nam hội nhập. Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập và mở cửa nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, làm sao để các doanh nghiệp chú ý khai thác triệt để ưu đãi từ AEC trong năm 2017? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những ý kiến ngay sau đây. Cổng thông tin AEC của VCCI nó chỉ là một trong những cái kênh tư vấn của trung tâm WTO và hội nhập của VCCI dành cho doanh nghiệp. Trong đó tập hợp toàn bộ những cái văn kiện quan trọng, những cái văn kiện chính ở trong AEC. Sau đó thì chúng tôi có phân loại và chúng tôi có xử lý để mà làm sao mà mỗi một cái văn kiện thì chúng tôi có những cái hướng dẫn, những cái giới thiệu và những cái hướng dẫn thực hiện cho doanh nghiệp. Đồng thời chúng tôi cũng tập hợp toàn bộ những cái văn bản thực thi của Việt Nam liên quan đến việc thực hiện các cái cam kết, các cái chương trình dự án ở trong ASEAN để cho doanh nghiệp có thể tiếp cận và biết được. Thứ nhất là phải xây dựng được cái thương hiệu sản phẩm của mình. Và thứ hai nữa là xây dựng được cái thương hiệu về một cái nhà phân phối. Các doanh nghiệp rất cần đến cái sự hỗ trợ của các cơ quan nhà nước, đặc biệt là tiếp tục là tham gia đàm phán, ký được cái hiệp định và mở rộng được nhiều thị trường hơn nữa để giúp cho các cái doanh nghiệp. Vì khi ta ký được cái hiệp định thì rõ ràng là cái thuế và các rào cản kỹ thuật thì nó sẽ bị giảm đi, thì cái doanh nghiệp thì cái hàng hóa của Việt Nam thì dễ dàng là thâm nhập vào trong đó. Mặt khác nữa thì cái cơ chế trong nước thì về mặt thủ tục hành chính cũng như là về thuế các loại thì cũng nên giảm đi, thì từ đó cái sản phẩm của chúng ta mới tạo được cái sức là cạnh tranh. Lý thuyết kinh tế hiện đại lại hướng tới người tiêu dùng. Người tiêu dùng có thể cùng một cái sản phẩm đấy nhưng họ có những cái nhu cầu khác nhau về cùng một cái sản phẩm, về cùng một loại sản phẩm. Và vấn đề là mặc dù anh có cái cơ cấu giống nhau nhưng nếu anh có những cái sáng tạo để mà cung cấp cho người tiêu dùng những cái lựa chọn khác nhau thì anh vẫn có thể thắng. Chúng ta hay gọi đấy là thị trường ngách. Chúng tôi chỉ có khuyến nghị chính phủ cùng với cộng đồng doanh nghiệp mà mỗi khi có những cái ban hành hay là thông qua những cái quy chuẩn mới ở trong khuôn khổ ASEAN thì có cái sự tham vấn rộng rãi và có cái việc gọi là nghiên cứu thấu đáo về tác động của các cái quy chuẩn kỹ thuật mà dự kiến ban hành với các cái doanh nghiệp Việt Nam, với những cái đặc điểm của doanh nghiệp Việt Nam. Định hướng chúng ta là kết nối về hạ tầng, kết nối về thể chế và kết nối về doanh nghiệp ấy. Chúng ta sẽ đóng vai trò rất lớn là cái trung chuyển hàng hóa không chỉ cho Lào mà cho các cái nước quốc gia mà ở trên dọc cái hành lang kinh tế Đông Tây. Rất nhiều các cái cơ hội để có thể mở được các cái thị trường, đẩy mạnh các cái mặt hàng sản phẩm có thế mạnh vào các cái nước ASEAN khác và qua các nước đó đến với các cái nước thứ ba. Tuy nhiên là đối với Việt Nam thì chúng tôi nhìn nhận là cần phải cố gắng hơn rất nhiều đối với cả các doanh nghiệp Việt Nam và kể cả các cái cơ quan quản lý nhà nước cũng như là nhiều các cái đối tượng có liên quan. Quan trọng nhất là chúng ta phải tận dụng được các cái cơ hội của cộng đồng kinh tế AEC mang lại. Những ý kiến vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV.
Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.